Dạ các nhà thân mến, hôm nay là ngày 7 tháng 4 thì tại chùa Bửu Lâm ở Mỹ Tho thì hôm nay thì FC của chị Phi Nhung làm sinh nhật cho chị Phi Nhung. Thì đáng lý là sinh nhật của chị Phi Nhung á là từ ngày 10 tháng 4 mới là đúng, nhưng mà FC làm trước á cả nhà. Thì hôm nay thì lần đầu tiên em mới xuống đây thì em gặp FC của chị Phi Nhung rất là vui luôn á cả nhà. Tại vì lần đầu tiên thì em cũng xuống đây với Thiên Ngân luôn. Thì cũng qua video này thì em mời cả nhà theo dõi cùng em nha. Phi Nhung thì tất cả áo xanh là toàn là fan của chị Phi Nhung không, thì cũng có áo đen nữa, nhưng mà áo đen thì lại ít, áo xanh thì nhiều hơn cả nhà. Nhưng mà hôm nay rất là vui nhộn luôn cả nhà, coi như là mấy fan của chị Phi Nhung là coi là tưng bừng luôn. Cũng có một hai người có in hình của Thiên Ngân nữa cả nhà. Oh,
Mến chào khán giả, thì Phương Nhân bây giờ đang từ nhà SC của chị Phi Dung để về. Tối đêm nay thì Phương Nhân còn phải đi qua Bến Tre để hát nữa nè. Bây giờ tụi em để về đi qua Bến Tre để cho bé Nghĩa để có bé hát. Mời cả nhà theo em nha. Trời ơi, cầm vô cho em đó. Trời ơi, em chịu. Cầm vô cho em đó, chứ đâu mà bay vô đó. Ok. Hồi sớm em bỏ đâu, hồi sớm em bỏ đâu. Sớm em bỏ ngoài chánh điện á. Em phải cảm ơn người này. Cảm ơn em đi bỏ. Ừ. Em bỏ đâu? Đi vô đây mà bỏ cái chân ngoài chánh điện á, vậy nổi không? Thôi. Về thôi. Về nha. Thôi giờ mấy anh em về cả nhà. Bay về Bến Tre. Chứ bay về Sài Gòn là xuống đuối luôn á. Đuối luôn á. Bay về Sài Gòn là có bao nhiêu thời gian á. À. Hồi nãy là anh chị không biết anh là anh của em đi xuống đây, nên ra là không cho quay phim. À, bây giờ con vô quay láng luôn. Phải lấy lại cái sụt hồi nãy. Ôi anh em lâu lâu chụp tấm ảnh đẹp ghê nha. Dạ. Anh mới gửi cho em hết luôn á, nãy mấy cái tấm ảnh mà anh chụp FC á. Dạ. Anh gửi cho em hết. Wow. Quá trời nóng. Giờ là Thiên Ngân á là phải đi qua bên Bến Tre nghỉ, tối còn diễn ở bên còn hát ở bên Bến Tre. Dạ. Còn em á thì bây giờ em qua bển em kiếm cái hồ nước nào em xuống em nằm lót cổ lên. Cho nó mát, nắng quá. Là như trâu ghê. Là như trâu vậy đó. Ghê thật chứ. Wow, em đứng qua cái chỗ cổng mát đi anh lại lấy xe. Dạ. Nha. Ok. Giờ em đi qua Bến Tre nha cả nhà. Mời cả nhà theo em. Ôi tối thui luôn. Bây giờ là tụi em sẽ đi qua bên chỗ hội chợ để em mở cửa được cửa không Ngọc, mà đường phải không? Rồi đi em vô đi, để đưa ca sĩ Thiên Ngân qua đó hát hội chợ rồi xong rồi anh em về thì chắc có lẽ là chắc có lẽ là cũng mình chạy đến nhà có 11 giờ mấy. Đây. Ok, thôi được để không? Chờ đây đang cái quên quá. Bỏ vô trong cái quên. Rồi bây giờ cả nhà đi theo em nha. Cả nhà thì hôm bây giờ thì Thiên Ngân mới vô hội chợ vừa xong. Đó là nãy giờ anh em đang chờ ngoài kia, nhưng bây giờ thì không biết có hát được không, tại vì Thiên Ngân vô chụp ảnh với khán giả thôi, mà không biết em ấy có hát được không thì em cũng quay sơ lược cho cả nhà xem ha. Sao mà thấy im lặng hả chị? Dung rồi đó. Ủa chị, cho em hỏi chị, hội chợ mà sao nay thấy im lặng vậy? Sao nay thấy yên lặng hả chị? Tại biết sao không? Mấy cô chú xung quanh á. Ờ. Nói là không thích chơi lưu thương.
Ủa vậy hả? Nhưng mà dạ dạ, cái đôi một cái văn hóa kéo khách về từ nơi khác đến mà. Tại vì nãy giờ em, nãy giờ em với ca sĩ chờ kia đó, ủa sao hồi chờ mà tới yên lặng quá. Yêu dữ lắm luôn, mấy mấy tuần trước cực kỳ đầy luôn, như cái sân này đầy luôn. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Hay thì Ngân mới vô tới cả nhà nhưng mà lại không biết sao nó yên lặng hết trơn. Thế nên là để em vô em ngồi em quay sơ lược cho cả nhà xem thôi. Cho em ngồi đây tí nha. Ngồi đi. Ủa sao im lặng vậy? Mọi người cũng ráng lắng nghe nha. À, bé Thiên Ngân sẽ hát live hoàn toàn. Có người ngồi chứ chị? Không có mic luôn. Có người ngồi chứ ạ? À? Chị em ngồi nhé. Cảm ơn. Nó bị kiểm tra như thế này cũng giống y gan là cúp điện vậy đó quý vị. Cho nên là quý vị mình chúng ta buông buông lại sát sát xíu đi. Anh Ngân sẽ ở giữa hát cho mọi người nghe nha. Và vỗ tay nữa đi quý vị. Không có đem ra đây được không? Có được không? Mấy ảnh đi về rồi, thôi kệ đi chơi bữa nay thôi, mai nghỉ hát rồi hát nữa đâu. Tội dữ rồi. Lên phường ha, viết nhật ký của mẹ thôi chứ gì đâu. Bắt quá thì lên trển, tôi cho nghĩ là có tin cam kết không lẽ lên tin nhanh. Tội cho đoàn mình quá cả nhà. Chủ đoàn không cúp. Bà nội ơi, để ta hát đàng hoàng rồi mày hát từ trong đó má. Rồi. Được không? Đi 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 không? Xin lên trên phường Nguyễn Thành Thọ tên thiệt. Tôi xin cam kết không về đây hát nữa. Thôi. Chứ giờ công an nó bắt rồi sao, nó phạt cái mụ nội luôn á. Đây không phải giỡn đâu. Được chưa? Rồi đợi chút xíu. Rồi mọi người đợi chút xíu nha. Thì coi như mình đang hát cao kế nhẹ thôi mà. Chỗ ai? Chỗ mẹ. Quỳ luôn. cho em hát chung mít luôn, tại mẹ nó công an bắt cũng hát ba mẹ này có nghe mùng bè có đập cả nhà. Thì hôm nay là công an không cho nên là chị đòi này chỉ cho hát luôn. Người yêu hay là không đứng đây đi, ủa quên, hồi nãy giờ em mà nãy giờ anh nhìn anh tưởng là anh hỏi con hẹn gì anh kêu chị. Ủa? Cái đuôi lên xe lấy giống như anh bị cận vậy đó. Cái sao sao cái gì em anh mở xe lấy đuôi rồi. Dạ hả? Thì tao đi thế chị ơi, em hỏi nè. Ví dụ mà nãy giờ mình có quay clip theo á,
Chị chỉ đặng nói gì chị mình che hát cho khán giả thì coi. Thì nó chị đi thăm nuôi. Chắc người ta tin. Cảm ơn quý vị ngày hôm nay rất là nhiều. Sẽ tiếp này. Mà kiểu giống như là mình hát thập thò rụt rè, nó mệt thiệt chứ. Mệt cái thở. Tại mặc đồ sẵn đúng không? Đúng rồi, chờ sẵn xe thùng tới đi luôn á. Dạ, bây giờ quý vị muốn nghe nhạc sôi động hay là nghe nhạc dân ca tiếp ạ? Sôi động hả? Rồi, sôi động. Bây giờ là hát Ngựa Ô Thương Nhớ hả mọi người? Khúc Ngựa Ô ha. Ok, một ca sáng tác của sĩ Trọng Tiến có quốc được mang tên Ngựa Ô Thương Nhớ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
à, đây cũng là ca khúc cuối cùng à, con xin gửi tặng mọi người chúc cho quý vị khán giả ở Bến Tre có một đêm thật là ngủ ngon và vui vẻ hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn những tình yêu thương của quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý vị một ngày gần nhất nha. Cảm ơn quý vị. Không biết nữa. Ở đây sáng nè. Bây giờ mình kêu cho ba người mình chờ thôi. Này đúng mà ba vé mình sao chơi. Chị chụp với em tấm hình nha Ngân. Thôi đó có cùng đâu, hôm nay không có cùng nữa. Nay ở trộn nha. Tầm tay. Vô. Đâu rồi, con Tuấn chờ chị hai kìa, Tuấn. Thôi để mặc áo dài vô anh chụp. Mặc áo dài anh kia, mọi người mặc áo dài. Đại đi. Bên đây rõ nè chị. Vô nè, thả chi. Vô nè, đâu rồi hết, vô. Đây rõ nè. Vô bên đây. Bên đây vô hả? Rồi vô hết đi nha. Vô chưa? Không, quà ra ngoài cho nhiêu trong, đặng quà đứng cao lên chút. Đúng rồi, quà đứng cao lên chút thì quà bất lùn. Đợi vô luôn. Ê sao em quà em cho đợn nó đơ kìa quà. Làm đợn nó đứng vô đứng ghế làm gì? Đúng rồi, em bước lên cao lên đây thì mới bằng đó. Từ từ nha. Chán mặt mày không thấy đường đâu. Cái này. Vô. Cái nữa. Thôi thôi. Có chừng lỗ bọt được mé. Chưa. Chớp. Cái gì sáng mà không sao. Đúng rồi, không sao. Thôi, đằng sau quay đi, đằng sau cho cái đằng sau đi. Đằng sau cho cái đằng sau đi. Thôi rồi, thôi. Dạ. Con nghe. Dạ. Đợi từ hết đi vậy. Cảm ơn con nhiều, giờ mới gặp được người ở ngoài. Con thấy đẹp không cô? Đẹp quá, dễ thương. Hai chị em con là con chị hay con em? Dạ, con là em. Đây. Bỏ vô cái chỗ mấy em ngồi. Chắc vô cái nước luôn á ta. Ở đây. Thôi xin ngồi đi. Em với Thiên Ngân
lên tấm đỉnh xách xe đi về. Bỏ con giữa chợ. Xong rồi vui vẻ chơi vui với mọi người, xong rồi hai anh em là tìm khách sạn để mà nghỉ ngơi, để chiều em đi diễn ở ở đây chỗ Bến Tre. Tức là hôm nay mấy em mình gian nan hả? Dạ. Là nhọc nhằn quá. Vô mình thấy khách sạn mà gặp cái chị khách sạn đó, chị chỉ làm như là mình đi xin chị để mình ở vậy đó. Trời ơi, sau nay mấy em không biết sáng bước chân nào ra trước mà bị như vậy. Thật ra là ngày hôm nay nó cũng suôn sẻ lắm. Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì hẹn là 9 giờ có mặt tại chỗ hát mọi người. Xong rồi mình tưởng nhầm ha em tưởng đâu là nhầm chỗ, phải chỗ đó mà im phăng phắc không nghe gì hết luôn. Trời ơi, xong rồi em điện qua bên chương trình kêu là công an đang kiểm tra trời ơi, lúc đó anh em nói là trời đất ơi, là trời em mới đang là cầm cái gà gì đâu sao gặp mấy anh công an không hết đâu, áo vàng xong rồi tới áo xanh. Em cũng không biết nữa, em cũng không biết anh. Xong rồi quay qua, ủa mình nói, ủa sao kỳ ta.
cái hồi trực nhớ lại cái hồi đi ra ngoài. Ủa Ngọc mà ta, sao mình kiếm bằng chị vậy ta, ủa sao bị gì vậy? Quán rồi. Bị công an, nó bị nhiễm luôn trong đầu luôn rồi. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ là công an. Trời ơi là trời. Thật sự là đúng thật. Hôm nay là kiểu là cuối cùng thì cũng hát được. Yeah. Nhưng mà khán giả gì bớt nhiều lắm. Hôm nay là tại vì bị công an tới mà. Yeah. Cũng không có kêu lô tô gì được luôn. Đúng rồi. Thấy cũng thương cho đòn ha. Yeah. Thương cho đòn. Có người đứng ở ngoài em ạ. Dạ. Có người đứng ở ngoài luôn á. Kiểu như giống như là thấy có công an tới người ta cũng ngại á. Dạ. Có người đứng ở ngoài. Thế thường anh chị là định là đi ra rồi đi về đó. Ừ. Xong rồi thấy em vô cái vô lại. À em cũng có quay video khúc mà cô kia thấy Tiên Ngân phải chờ tới chụp ảnh xong rồi cho một trái như gọi là gì đó. Như lưới. Đúng không Ngọc? Hay là để cho em vậy Ngọc? Dạ, để chú em. À, để cho em phải không? Để cướp xe nó lăn qua lăn lại vậy dập dưa. Khỏi ăn luôn. Dập dưa. Thôi thì cũng kể cả nhà nghe là như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì anh em cũng... cũng có một ngày trọn vẹn. Trọn vẹn nhưng mà nó có hơi kỷ niệm xíu. Nó hơi nhúc nhích. Nó hơi không có suông. Nó không có... yên lặng mà không yên lặng thì đâu có chuyện để kể. À đúng rồi, không có chuyện để kể cho cả nhà xem, cả nhà nhà nghe. À. Còn bây giờ thì em cũng đi tới đường cao tốc rồi, thì cũng tại vì tối mình bật đèn á để cho cả nhà thấy mặt, chứ còn không bật đèn thấy tiếng không thì cũng kỳ lắm. Nên là bây giờ thì em cũng ra gần khỏi đường cao tốc rồi, thì em sẽ chở Thiên Ngân về tới nhà, rồi xong đó là em sẽ làm một khúc clip chỗ gì tới nhà của Thiên Ngân, tí nữa là là bye bye cả nhà. Thì sẵn luôn cái clip này thì em cũng thông báo luôn cả nhà biết là ngày 17 tháng 4 này thì Thiên Ngân với Tiến Nhung cũng có xuống lại Bến Tre. Đó, thì cả nhà mình có cô chú anh chị nào ở dưới Bến Tre thì hãy qua ủng hộ hai em nhé. Hình như là bữa đó hình như là có rất lòng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rất lòng luôn. Rồi mà thôi đây, để clip sau em sẽ thông báo cụ thể những cái lịch đi diễn sao, tại vì Tiến Nhung cũng mới đưa cho em cái lịch, nhưng mà để xét lại để coi nó có đúng ngày hay không. Dạ. Bây giờ mời cả nhà đi theo em để đưa Tiến Nhung về nhà nhé. Ủa quá lộn, em cứ lộn. À Thiên Ngân. Cũng thông cảm mọi người, tại vì lần đầu tiên là em với lại anh Chí là đi riêng á. Đang là đi với Tiến Nhung riêng. Dạ, rồi quen. Rồi, mến chào cả nhà, thì bây giờ thì em mới đưa Thiên Ngân về tới nhà cả nhà. Giờ thì đúng là 1:02 luôn. Thì mong là cả nhà hãy xem video và hãy ủng hộ em. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ em trên mọi dặm đường để em đi nhé. Còn tới đây thì em sẽ chung đi Bình Phước, rồi em sẽ đưa Giác Long đồ đi Long An, Bến Tre rồi đó cả nhà, có Tiết Nhung luôn, có Thiên Ngân luôn.